Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin Hoa Kỳ, tin quốc tế và tin Việt Nam ngày hôm nay. Trước hết, cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là tin từ khu vực Bắc Mỹ. Phía Costa Rica tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi bị tấn công bằng không gian mạng. Một tháng sau khi mà có những cuộc tấn công tống tiền, thì Costa Rica đã tuyên bố là cái quốc gia này nằm trong tình trạng khẩn cấp, và trong đó nói rằng họ đang tìm cách để mà thỏa thuận trong việc giải quyết cái cơn đại dịch, giữa lúc mà chính quyền đang tìm cách có phản ứng đối với cơn khủng hoảng này. Tổng thống của Costa Rica là Rodrigo Chavez, người đã chính thức nhận chức vào hôm Chủ nhật, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong hành động đầu tiên được công bố vào ngày thứ Tư. Tuy nhiên, ông Chavez vẫn chưa cho biết tên của cái thành viên ở trong cái ủy ban đặc trách về khẩn cấp quốc gia. Tuyên bố này đưa ra sau khi mà Costa Rica đã bị tổn thương bởi các cuộc tấn công không gian mạng mà họ gọi là tội ác không gian mạng hay là khủng bố không gian mạng. Bản tin cho biết là một nhóm được xem là băng đảng của Nga, đã nói bằng tiếng Nga, đã mở cuộc tấn công này vào trong cái hệ thống của chính quyền Costa Rica bằng không gian mạng. Vào tuần trước thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã loan báo số tiền lên tới 10 triệu Mỹ Kim tiền thưởng cho ai xác nhận được cái nhóm này có tên gọi là Contingent, là một nhóm nói bằng tiếng Nga. Và cuộc tấn công này diễn ra vào tháng Tư, giữa lúc mà Bộ Tài chánh đã có bản báo cáo rằng cái hệ thống của họ đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng gọi là thu thuế và trả thuế và bị tấn công nặng nề. Đây được xem là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới khu vực ở phía châu Mỹ Latin. Trong khi đó, tin quốc tế cho biết là Iran bắt giữ 22 người biểu tình trong tình trạng mà gọi là giá cả thực phẩm tăng cao. Chính quyền của Iran đã bắt giữ 22 người biểu tình, những người đã biểu tình về tình trạng giá cả tăng cao và tình trạng mà bất ổn về thực phẩm ở khu vực các thành phố ở phía nam của Iran. Bản tin mới nhất cho biết việc bắt giữ này tiếp theo việc mà Iran loan báo trong tuần này là chi phí về các cái dầu nấu, gà và trứng cũng như sữa có thể gia tăng lên tới 300% giữa lúc mà giá cả thực phẩm trên toàn Trung Đông đã bị tăng khá cao do tình trạng cung cấp trên toàn cầu đã bị ngưng động và đã bị trì trệ và thiếu hụt do cuộc xâm lăng của Nga nhắm vào Ukraine ảnh hưởng tới cái kỹ nghệ cung cấp thực phẩm trên toàn cầu. Bản tin mới nhất cho biết từ Iran là 15 người đã bị bắt giữ trong tối ngày hôm qua ở thành phố phía nam có tên gọi là Dezhou ở khu vực tỉnh Khuzestan, và 7 người khác thì bị bắt ở thành phố Yasun nằm ở Kogiluan, được xem là cái khu vực ở phía nam, và đồng thời cho biết là 200 người đã tụ tập ở thành phố ở tại tỉnh Khuzestan, và trong đó họ đã bị đàn áp bởi lực lượng của Iran, và sau đó họ đã ném đá về phía các binh sĩ cứu hỏa và các cảnh sát của Iran. Đây được xem là một trong những cuộc biểu tình về tình trạng thiếu thực phẩm ở tại Iran. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, Thượng nghị sĩ Ron Paul đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu trị giá 40 tỷ Mỹ Kim ngân sách tài trợ cho Ukraine và kêu gọi phải giám sát về cái ngân sách này. Thượng nghị sĩ Rand Paul của đảng Cộng hòa tại tiểu bang Kentucky trong ngày thứ Năm đã trì hoãn cuộc bỏ phiếu của Thượng viện để thông qua ngân sách 40 tỷ Mỹ Kim hỗ trợ cho Ukraine, và trong đó nói rằng cần phải hỗ trợ về kinh tế và quân sự cho quốc gia này trước sự xâm lăng của Nga. Giữa lúc các lãnh đạo ở Thượng viện gần như là tuyệt đối đồng ý là sẽ thông qua ngân sách trong tuần này, tuy nhiên ông Rand Paul đã từ chối cho tới khi nào có sự thay đổi trong cái luật lệ, và trong đó là cần phải chắc chắn có sự thanh sát của cái tổng thanh tra của chính phủ và quan sát tất cả số tiền này sẽ được sử dụng như thế nào. Dự luật này đã được chấp thuận tại Hạ viện và đã được ủng hộ mạnh mẽ bởi lưỡng đảng và ở tại Thượng viện. Tuy nhiên, dường như nó vẫn có thể được thông qua. Tuy nhiên thì ông Paul đã phản đối và nói rằng cần phải có một cái sự giám sát trong việc chi các mối tiền này, đặc biệt là việc xài những cái tiền 40 tỷ này phải được chính đáng. Đây được xem là một trong những cái nhân vật hiếm hoi của Đảng Cộng hòa.
đã yêu cầu là trì hoãn chứ không phải là phản đối, để mà tăng cường thêm cái việc giám sát việc chi dùng số tiền này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới cái ngân sách 40 tỷ Mỹ kim này, cựu Tổng thống Trump lên tiếng nói rằng số tiền này bắt buộc các quốc gia phải Âu Châu phải chia sẻ chứ không phải một mình Hoa Kỳ gánh. Cựu Tổng thống Trump đã lên tiếng và chọc quê ông Tổng thống Joe Biden là cố tình nhân cái số tiền này cao trong lúc các quốc gia Âu Châu đáng lý là phải hỗ trợ nhiều hơn cho Ukraine trong cuộc chiến mà Nga xâm lăng Ukraine. Chúng ta đã cho thêm 40 tỷ Mỹ kim cho Ukraine trong lúc các Âu Châu, một cái sự so sánh rất là nhỏ, cho thấy rằng là họ mới là những quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Tuy nhiên, họ lại không đóng góp bằng Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Trump đã viết ở trên cái trang Truth Social vào ngày thứ Năm. Trong đó, ông nói rằng 40 tỷ Mỹ kim này cần phải có các quốc gia trong Liên hiệp NATO, Liên hiệp Âu Châu và kể cả trong khối NATO, những quốc gia giàu có này cần phải chia sẻ số tiền này với Hoa Kỳ. Và việc mà họ không chi trả số tiền này giống như chúng ta nhìn thấy Âu Châu những gì mà họ có sự công bằng chia sẻ với chúng ta hay không? Các quốc gia như Trung Quốc và những quốc gia khác đều đang cười vào cái đường hướng của chúng ta. Đây là một trong những lời phát biểu của cựu Tổng thống Trump. Lời phát biểu này của ông đưa ra sau khi mà Thượng nghị sĩ Rand Paul đã yêu cầu là phải trì hoãn cái ngân sách này cho tới khi có một cái cuộc giám sát chặt chẽ vào việc chi số tiền này. Đây được xem là một trong những cái phản đối quyết liệt của Tổng thống Trump. Trong đó, ông không phản đối ngân sách cung cấp cho Ukraine, nhưng ông phản đối Âu Châu đã không đóng góp vào trong cái số tiền chia sẻ này với phía của Hoa Kỳ, trong khi cuộc chiến này ảnh hưởng tới toàn bộ Âu Châu. Cùng một trong ngày hôm nay, thì Tổng thống Trump cũng lên tiếng và nói rằng việc mà ông Joe Biden hủy bỏ cái việc khai thác thuê mướn cái khu vực khai thác dầu ở Alaska và vùng vịnh Mexico là một điều không tưởng tượng được. Bất kể giá cả xăng tăng cao, ông Joe Biden vẫn tiếp tục yêu cầu các quốc gia là tăng cường việc xuất cảng dầu hỏa. Trong khi đó, ông ta lại hủy bỏ ít nhất là ba cái vùng đất để khai thác dầu hỏa và khí ga trong ngày thứ Năm, dẫn tới sự nổi giận của cựu Tổng thống Donald Trump. Không tưởng tượng được là Joe Biden lại hủy bỏ cái việc khai thác dầu hỏa ở Alaska, và nó không những là mang số tiền lớn tới cho Hoa Kỳ thay vì cho những quốc gia khác, mà đồng thời nó cũng sẽ khiến cho giá xăng cao hơn bao giờ hết. Cựu Tổng thống Trump đã viết ở trên cái trang Truth Social của ông, và ông đã quay trở lại, đã bỏ rất là nhiều những cái comment và những cái status của ông trên trang mạng Truth Social, và trong đó ông nói rằng là phía của chính quyền Joe Biden đã đưa ra một cái quyết định gây tổn thương rất lớn cho người dân Hoa Kỳ và chỉ trích chính sách cực tả của ông Joe Biden. Ông Joe Biden trong khi đó thì lại tấn công ông Trump là hoàng đế của phong trào MAGA và nói rằng ông ta vẫn tiếp tục chính sách về năng lượng của ông ta và chỉ ra cho thấy giá tăng cao là ông ta đổ thừa cho cuộc chiến của Vladimir Putin nhắm vào Ukraine. Trong khi đó, Đảng Cộng hòa cho biết là giá xăng đã tăng cao hơn trước cuộc xâm lăng của Putin vào Ukraine ngày 24 tây tháng 2 vừa qua. Trong khi đó thì Bộ An ninh Nội địa cho biết là họ đã hủy bỏ ít nhất là ba cái nơi được khai thác dầu hỏa và khí đốt vào tối ngày thứ Năm, chỉ ra cho thấy sự thiếu quyền lợi và có những cái gọi là conflict, tức là những cái sự mâu thuẫn trong cái phán quyết của tòa, và trong đó bao gồm luôn việc khai thác ở vùng vịnh Mexico cũng như là tại Alaska. Đây được xem là một trong những quyết định mà khiến cho giá xăng và giá dầu thô lại tiếp tục tăng trong tuần lễ này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, láng giềng của bà chánh án Barrett, tức là bà chánh án trong tối cao pháp viện, đã lên tiếng và nói thẳng với những kẻ biểu tình là đi về nhà và thành lập gia đình đi. Đây là lời phát biểu của một nhân vật được xem là láng giềng của bà chánh án Barrett, Coney Barrett, tức là bà tên là Amy Coney Barrett. Một láng giềng của bà chánh án này đã chỉ trích mạnh mẽ những kẻ biểu tình bên ngoài ngôi nhà của bà trong lúc mà cái việc mà có cái sự tiết lộ về cái phán quyết của cái tối cao pháp viện có thể lật đổ một cái phán quyết gọi là Roe v. Wade vào năm 1973. Và người đàn ông này nói với các người, với thông tín viên của ông ta, với thông tín viên tức là phóng viên ở ngoài cái khu vực của ông ta, với những kẻ gọi là biểu tình gọi là ủng hộ cho phong trào phá thai, ông nói rằng go home and get a family,
tức là nên về nhà và thành hôn lập gia đình đi. Đây là lời phát biểu của ông ta, và lời phát biểu này đã được bỏ trên Twitter. Phóng viên này đã hỏi về mục tiêu của và vị suy nghĩ như thế nào về cái và cái việc mà có một cái bản tiết lộ từ chánh án Samuel Alito khi mà viết xuống về việc mà lật đổ lại cái phán quyết năm 1973. Thì đáng gì này nói đó là cái chuyện của tối cao pháp viện, và nếu quý vị muốn, quý vị tới tối cao pháp viện để biểu tình, không thể đe dọa bằng cách là kéo tới nhà riêng của các vị chánh án để biểu tình và đe dọa tới người thân và gia đình của họ. Đây không phải là cái chuyện mà gọi là của cá nhân, mà đây là chuyện của quốc gia, thì nên đến những cái tòa nhà của quốc gia, tức là những tòa building của chính phủ. Đây là nơi bà ta sinh sống riêng tư, và tấn công vào trong cái nơi mà riêng tư của chánh án là điều không thể chấp nhận được. Đây là xem là một trong những phản ứng mạnh mẽ của những láng giềng xung quanh nhà của bà Amy Barrett, người được xem là một trong những chánh án của tối cao pháp viện. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, công ty Twitter tuyên bố ngưng thuê mướn và tái lập lại cái mạng lưới nhân viên sau khi báo cáo là bị thua lỗ. Công ty Twitter đã ngưng lại việc thuê mướn thêm một số những nhà chuyên gia từ bên ngoài giữa lúc mà ông Elon Musk tuyên bố đã trì hoãn lại việc thu mua công ty này sau khi mà tổng giám đốc của công ty này có tên là Bharat Agrawal đã đưa ra quyết định là sẽ ngưng lại toàn bộ việc thuê mướn và cắt giảm chi phí nhân viên giữa lúc mà tình trạng công ty này đã không đạt được cái tiêu chuẩn về lợi nhuận như đã mong muốn. Kể từ bắt đầu năm cuộc đại dịch bùng nổ năm 2020 là chúng tôi cố gắng đầu tư vào các cái khách hàng và cái nguồn lợi nhuận. Tuy nhiên công ty đã không đạt được cái mục tiêu đã đặt ra và nó sẽ có ảnh hưởng trong tuần này. Chúng tôi sẽ ngưng lại việc thuê mướn và chỉ duy trì tất cả những nhân viên làm việc trong tinh thần đối tác của Twitter, và chúng tôi sẽ duyệt xét lại việc có nên hay không nên để tiếp tục thuê mướn nhân viên. Và công ty chúng tôi đang cố gắng có một cái không có dự tính là sẽ có một cuộc lay off, tức là một cuộc sa thải toàn diện. Tuy nhiên các lãnh đạo vẫn đang cố gắng tìm cơ hội để mà tổ chức và cải thiện lại tất cả những điều cần thiết. Đây là một trong những quyết định mới nhất của công ty Twitter ngay sau khi mà ông Elon Musk tuyên bố là đã trì hoãn lại việc thu mua công ty này sau khi mà vẫn chưa có đầy đủ tin tức và thông tin liên quan tới những cái spam và những cái tài khoản giả mà ông nói rằng chiếm chưa tới 5% tổng số người dùng ở trên Twitter. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Trong khi đó, dân biểu Kamak đã lên án gay gắt việc mà chính quyền của Joe Biden đã gửi sữa bột tới cho những di dân bất hợp pháp giữa lúc mà các bà mẹ tại Hoa Kỳ không đủ sữa cho con. Dân biểu Kat Kamak của đảng Cộng hòa tại Florida đã nói trên Twitter sau khi mà được biết chính quyền của Joe Biden đã cung cấp rất nhiều cái nguồn sữa bột dành cho trẻ em ở khu vực biên giới trong lúc mà người dân Hoa Kỳ và các bà mẹ đã không đủ sữa cho con. Bà đã chia sẻ hai tấm hình, trong đó cho thấy là những cái sữa bột ở trong cái trung tâm nhận những kẻ di dân bất hợp pháp, và một cái bức hình là trên cái những cái kệ bán của các cửa tiệm ở Hoa Kỳ đã không còn sữa bột. Những gì mà chúng ta nhìn thấy ở tấm hình đầu tiên là sáng ngày hôm nay, cái trung tâm nhận người di dân bất hợp pháp UNSLA Processing Center ở tại biên giới của Hoa Kỳ có rất nhiều những cái pallet đã đầy những cái sữa bột dành cho trẻ em. Trong khi đó, tấm hình thứ hai chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã không còn sữa bột trong các cửa tiệm, và điều này diễn ra giữa lúc mà đang có chỉ trích mạnh mẽ. Trong đó thì một cái complaint với đài truyền hình CNN là gần 40% sữa của trẻ em đã không còn nằm trong kho trên toàn quốc, và nó gia tăng 9% kể từ hồi đầu tháng 4 cho tới bây giờ. Thật đáng tiếc là khi mà họ đem sữa bột tặng cho những di dân bất hợp pháp bị giam giữ ở tại biên giới, giữa lúc các bà mẹ ở Hoa Kỳ đã không thể tìm kiếm được sữa bột cho con của mình ở trong các cửa tiệm. Đây là một trong những lời phát biểu mạnh mẽ của nữ dân biểu này sau khi mà có tin cho rằng là chính quyền Joe Biden đã cố tình đem sữa bột để tặng cho những di dân bất hợp pháp. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, chính quyền của Joe Biden công bố một cái dự án 45 tỷ Mỹ Kim cung cấp dịch vụ Internet trên toàn quốc miễn phí cho một số người.
Chính quyền của Joe Biden đã bước ra bước đầu tiên trong việc mà công bố số tiền 45 tỷ Mỹ Kim để cung cấp cái nguồn Internet tốc độ cao cho người dân Hoa Kỳ từ đây cho tới năm 2028 miễn phí. Trong đó, ông ta đã mời luôn tất cả các thống đốc và các lãnh đạo để bắt đầu tiến trình này. Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ là bà Gina Raimondo cũng đã đưa ra cái việc một cái quy tắc dành cho tất cả những cái công ty dịch vụ Internet là phải cung cấp cái nguồn Internet cho các cái khu vực của Hoa Kỳ, đặc biệt là các khu vực nông thôn. Tương tự như nguồn điện đã được cung cấp năm 1930, và điều này cần cho cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. Trên 30 triệu người không có Internet dùng. Đây là lời phát biểu của bà Raimondo. Và trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu thúc đẩy việc này. Quý vị không thể tới trường học, quý vị không thể tới bác sĩ và quý vị không thể làm bất cứ điều gì. Và sẽ có một ngày bao nhiêu quý vị sẽ lên Google? Đây là cái câu hỏi của bà ta đặt ra khi mà bắt đầu thúc đẩy cái chương trình này. Và ngân quỹ này nằm trong 65 tỷ Mỹ Kim dành cho ngành broadband, tức là Internet. Trong đó nằm trong cái ngân sách 1.000 tỷ Mỹ Kim mà ông Joe Biden đã ký vào tháng 11 năm ngoái để có thể xây dựng lại tất cả những hạ tầng cơ sở tại Hoa Kỳ. Trong đó bao gồm các đường xá, đường rầy xe lửa, các xe xa lộ và sửa chữa các cây cầu, cũng như lắp đặt hệ thống Internet chạy dưới mặt đất để cung cấp cho tất cả những gia đình ở Hoa Kỳ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, dân biểu Jim Ben lên tiếng cáo buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có hành động gọi là lạm dụng cái chương trình chiếu kháng của Hoa Kỳ. Dân biểu Jim Ben đã giới thiệu một dự luật, trong đó là đòi hỏi những người nào mà xin chiếu kháng vào Hoa Kỳ phải công bố đầy đủ họ có phải là đảng viên Đảng Cộng sản hay thuộc những cái đảng độc tài toàn trị hay không. Chúng ta phải biết rằng Trung Quốc đã sử dụng cái dễ dãi trong cái việc cấp chiếu kháng của chúng ta để gia tăng và xuất cản cái chương trình tuyên truyền của họ, gây ảnh hưởng. Và rất nhiều những cái gián điệp của Đảng Cộng sản đã đến đây với những cái chiếu kháng mà họ không bao giờ công bố về thân phận của họ. Đó là lời phát biểu của ông Jim Ben đưa ra ngày 12 tây tháng 2 tháng 5 vừa qua từ cái cuộc phỏng vấn với báo chí. Ông nói rằng dự luật của tôi sẽ giúp cho các nhân viên công luật có thể biết được những hoạt động của Đảng Cộng sản và đối phó với sự lạm dụng của Đảng Cộng sản mà họ đã từng làm. Dự luật này có tên là Communist Visa Transparency Act năm 2022. Trong đó thì ông Ben cho biết là nó buộc tất cả những cái đơn xin chiếu kháng của các quốc gia độc tài toàn trị hay cộng sản phải thông báo về họ có phải là đảng viên Đảng Cộng sản hay không trước khi mà họ nộp đơn xin chiếu kháng. Ở trong đó gồm cái đơn gọi là DS-160 và kể cả cái DS-260 theo tường trình của dự luật này, và yêu cầu phải cung cấp đầy đủ lai lịch của những đảng viên này. Đây được xem là một trong những cái dự luật được ông Jim Spence đã giới thiệu trên sàn Hạ viện để có thể thông qua, và nếu nó thông qua cả lưỡng viện thì lên bàn của ông Joe Biden để được ký. Và trong đó buộc tất cả các đảng viên Đảng Cộng sản, bất kể là Cộng sản Việt Nam hay Cộng sản Trung Quốc, đều phải khai ra thân phận mình là đảng viên hay không. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Trung Quốc ngày hôm nay, việc mà Bắc Kinh đã thực hiện một cái chiến dịch gọi là lấy nội tạng từ những người tù nhân đã trở thành một cái hành động mà theo lời của dân biểu Smith cho biết đó là hành động diệt chủng. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn đang có hành động giết người hàng loạt ở trong các nhà tù trong cái chương trình mà lấy nội tạng của họ, và đây là một trong những công cụ diệt chủng của Cộng sản Trung Quốc theo lời cáo buộc của dân biểu Chris Smith thuộc Đảng Cộng hòa ở New Jersey. Bắc Kinh đã bắt đầu ép buộc cưỡng bức lấy nội tạng từ các tù nhân và những người mà Cộng sản Trung Quốc xem là kẻ thù của họ và tống giam những người này trong nhà tù. Sau đó thì mổ lấy nội tạng của những người này để cung cấp cho các cái dịch vụ thay đổi nội tạng ở tại Trung Quốc. Và trong cuộc điều trần ngày 12 tây thì nhân vật đặc trách về vấn đề Ủy ban Nhân quyền của Hạ viện có tên là Tom Lastos đã công bố về bằng chứng việc Trung Quốc đã sử dụng nguồn nội tạng từ trong các tù nhân ở tại nhà tù tại Trung Quốc. Và điều này theo lời của dân biểu Chris Smith, đây là hành động diệt chủng và các nhà tù đã trở thành những cái công cụ diệt chủng của nhà nước Cộng sản Trung Quốc sử dụng để có thể lấy đi nội tạng và thay thế cho những cái nội tạng mà của những khách hàng ở khắp nơi trên thế giới bay tới Trung Quốc thay nội tạng. Đó là một trong những lời cáo buộc mạnh mẽ của dân biểu Hoa Kỳ liên quan tới tình trạng giả mang của Cộng sản Trung Quốc.
Và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, Bắc Hàn báo cáo 6 trường hợp tử vong sau khi mà dịch bệnh bùng nổ tại quốc gia này. Bản tin từ Nam Hàn cho biết là 6 người đã bị thiệt mạng và 350.000 người khác đang được điều trị bởi các cái cơn sốt có liên can tới đại dịch trên toàn nước Bắc Hàn. Và bản báo cáo đưa ra ngày thứ 6 và trong một ngày sau khi Bắc Hàn thừa nhận là tình trạng dịch bệnh đã bắt đầu lây lan qua tới Bắc Hàn. Bắc Hàn không bị tổn thương bởi đại dịch này sau khi mà họ đóng cửa biên giới từ khi mà đại dịch bùng nổ cho tới bây giờ. Và sau một thời gian duy trì thì cái cơ quan truyền thông tuyên truyền của Bắc Hàn cho biết 350.000 người đã có dấu hiệu bị sốt và đang được bị cô lập với 162.200 người đã được phục hồi, 18.000 người đã được phát hiện có những cái cơn sốt liên quan tới căn bệnh này, 187.800 người đã bị cô lập để điều trị và tổng số người đã bị thiệt mạng liên quan tới cái dịch bệnh này từ Trung Quốc đã lên tới 6 người. Đây được xem là con số mới nhất mà nhà nước Cộng sản Bắc Hàn đã đưa ra sau khi nói rằng là dịch bệnh đã bất ngờ bùng nổ tại Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới thời sự của Á Châu ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay, đầu tiên hết là tình trạng suy sụp của thị trường chứng khoán không những tại Việt Nam và trên thế giới. Ngay cả thị trường tiền điện tử đã khiến cho nhiều người trẻ Việt Nam mất trắng tiền và nợ nần khủng khiếp. Bản tin mới nhất cho biết sau khi mà có cái cơn khủng hoảng của là loại tiền điện tử có tên là Luna và UST do một kỹ sư từng là kỹ sư của Apple và Microsoft tên là Do Kwang gây ra, thì hiện nay thị trường tiền điện tử đã sụt giảm thê thảm, kể cả đồng Bitcoin đã bị rớt giá thê thảm và nhiều đồng tiền khác đã trở thành âm sau một thời gian cố gắng đẩy lên gần một Mỹ Kim. Và sau đó thì thị trường này đã bị sụp đổ, gần như là đã gây một cái phản ứng dây chuyền, và điều này đã ảnh hưởng rất nhiều những người trẻ trong Việt Nam, những người mà mấy năm qua đã âm thầm làm giàu và chơi tiền điện tử. Nay tài sản của họ đã bị mất gần như là hơn phân nửa, và có những người đã bị tài sản âm, tức là không còn tiền, kể cả những người mà vừa chơi cổ phiếu vừa chơi tiền điện tử. Đây là một cái cú sốc khá lớn cho giới trẻ trong Việt Nam, đặc biệt là cái tuổi từ 20 tới 40 là cái thành phần mà chuyên môn chạy theo việc chơi tiền điện tử và kể cả cổ phiếu, nay gần như mất trắng tài sản và có một số người đã lâm vào nợ nần khá cao. Đây được xem là một cái hậu quả cho thấy rằng dưới chính sách siết chặt của Cộng sản Việt Nam, việc chơi lén tiền điện tử đã đẩy các thanh niên Việt Nam vào một cái ngõ khá nguy hiểm, tức là thiếu sự kiểm soát, và giờ đây họ đang phải đối diện với những món nợ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay, lại thành lập cái gọi là ban chỉ đạo chống tham nhũng, giữa lúc mà cả thế giới đánh giá Việt Nam là quốc gia có mức độ tham nhũng nằm trong 20 quốc gia tham nhũng trên thế giới. Và ở Việt Nam, tham nhũng không phải mang tính chất cá nhân mà mang tính chất hệ thống. Bất kể những lời chỉ trích của cộng đồng quốc tế, thì Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đưa ra việc gọi là thành lập một cái ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của Thành ủy Hà Nội sau khi có hàng loạt các cái vụ tham nhũng đã bị phanh phui, đặc biệt liên quan tới cái Kistech của công ty Việt Á, gần như là cái đường dây mà tham nhũng qua Kistech này đã phanh phui rất nhiều những cán bộ đảng viên, bao gồm cả ngành công an và ngành quân đội, kể cả ngành y tế đã cấu kết với nhau để mà trục lợi trong việc mà phòng chống đại dịch. Nay thì đối phó với tình trạng này, Cộng sản Việt Nam cho thành lập cái gọi là ban chống tham nhũng. Tuy nhiên, tình trạng tham nhũng ở Việt Nam không phải là cá nhân tham nhũng mà cả tập đoàn và hệ thống tham nhũng, và điều này chỉ là múa vỏ bề ngoài cho cộng đồng quốc tế thấy cái tinh thần chống tham nhũng của Cộng sản Việt Nam. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Việt Nam, và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình Việt Nam ngày hôm nay. Công an đã truy nã chủ tịch công ty AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn sau khi bà này đã bỏ trốn. Bản tin mới nhất cho biết là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc của công ty gọi là AIC, đã chính thức bị truy nã và bây giờ bà ta đã bỏ trốn. Có nhiều nguồn tin cho rằng bà ta đã dùng cái chiếu kháng đi qua một quốc gia thứ ba trước khi bà ta trốn tới một quốc gia ở Âu Châu và ở Hoa Kỳ. Và phía công an đã chính thức tống cái lệnh truy nã đối với này, và không biết rằng họ có gửi cái lệnh truy nã này
tới cho sở cảnh sát quốc tế hay không. Tuy nhiên bà này bị tố cáo về việc mà gọi là lừa gạt hình sự đối với lại cái việc mà bà ta đã có những cái hành vi gọi là vi phạm quy định về đấu thầu. Hiện nay thì bà ta đã bỏ trốn khỏi thành phố Hà Nội và có nhiều tin cho rằng bà ta đã đào thoát qua một quốc gia thứ ba ở có đường biên giới với Việt Nam, và từ đó bà ta đã bay qua một cái nơi nào đó không ai biết. Nay thì Cộng sản Việt Nam đã chính thức ban lệnh truy nã với bà này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Việt Nam ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sau cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiêu Tinh Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người. Bye bye.